Còn được mấy trái nè, cũng nhiều mà. Cô Năm chờ có cô Năm. Đi bé xài mọi người ơi. Bà móc bán, anh nó móc bán mà. Ơi gồm gồm gồm. Ở ngoài đó trái quá trời kìa. Xài đi. Ừ. Đi qua. Mình có thấy đâu. Có hai giây mình ăn. Đây, xe xe xe. Lại tiếp tục leo cây. Để bọc không? Lấy bọc đi. Có đem bọc không? À, để chút đã coi chị lấy bọc nha. Rồi thòng xuống nha. Trời ơi. Dính lụm nụ ong chết rồi. Ở ngoài đó dốc chân trái cả trên đó luôn. Cực khổ. Cái bệnh bệnh không ạ? Ba trái luôn đạt. Hai trái luôn, giật hai trái luôn cưng. Hai trái lượt luôn, ở hồi cưng dắt lên dắt xuống mệt lắm. Ba trái luôn hả? Ừ, ba trái. Ở ngoài đó. Nó dài quá rồi. Lên lên là lên là lên là lên. Ở dưới ừ, đút ở dưới, đút cái cây dưới. Ừ ừ đút đó đó, đút đó vô. Nó cao quá không? Gán gán chút nữa. Vô. Còn trái nữa gì vậy? Được 5 trái bự phần kia. Nó vô vô. Nó vô. Nguyên cái cuốn, nguyên cái lá. Xong rồi. Đây. Đi lụm xài. Ừ, xài nè mọi người. Ừ quá. Qua đây lụm được một cục nữa. Ui xài ép bưởi nha, thơm quá. Đây máng lên. Ăn trộm bọc xài. Bye bye cả nhà.